Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại tới kênh video. Thì hôm nay thì với cái cập nhật với cái chuỗi video mới thì hôm nay thì cái BI ấy thì Quang muốn làm cho bạn về cập nhật một cái kèo. Trước đây Quang đã hướng dẫn cho các bạn cách về review cũng như là đăng ký với cái game đó, tựa game là Hero Free. Thì tựa game này đang khá là hot, thì mình có thể cho bạn xem qua một cái số thông tin đây. Thì hiện tại cái con Hero Free ấy nó đang khá là rất là FOMO ở trên cộng đồng. Thì bữa rồi thì Quang cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta để tham gia cái kèo Wednesday của nó. Thì các bạn đăng ký thì bây giờ các bạn đã có thể là có một cái suất đăng ký đấy. Đó, đây thì cái con Hero Free ở đây hiện tại đang là 58.000, và cái con Hero Free ấy thì đang được FOMO rất nhiều ở trên toàn thế giới. Bạn có thể xem ở trên những cái trang chủ tế này, họ thì họ có tổng kết rất nhiều về cái con rất nhiều cái người nói về những cái con này đó, Hero Free này. Thì mình đánh giá đây là một cái kèo khá là tốt, thì bạn có thể nghiên cứu và tham gia các bạn nhé. Thì ok, bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn là cách mà chúng ta thể tham gia đăng ký mua 3 vòng của con Hero Phi này ở trên cái nền tảng Lauzon Bắc Leo giờ Fancy các bạn nhé. Thì ok, thì để mà có cái cơ hội tham gia thì các bạn phải đăng ký Wednesday ở cái vòng 3. Thì đây mình sẽ ví dụ bạn là trong Hero Phi hiện tại thì có 3 vòng, đó chính là cái vòng Diamond Diamond Hand Boy cũng như là Membership Boy. Thì ở đây ấy, đấy này tận thì có 3 vòng này ấy, thì để tham gia 3 vòng thì cái vòng là Diamond Diamond Hand Boy ấy, là các bạn phải lắp lắp là một cái lượng là LG nhất định, là các bạn mua cái đồng LG lắp lại đó, thì mình lắp lại khoảng 6 tháng thì được cái đồng LG mình đã lắp từ trước rồi đó, thì mình sẽ được mua một phân bổ một cái lượng nhất định, và đây nhất định đó, một lượng nhất định. Và cái đồng membership round, cái đồng membership round ấy thì nó sẽ dành cho những cái người member trong cái của cái member của cái nhóm Lauzon Fold là Lauzon Bull này, thì các bạn có thể nghiên cứu vì nó là một cái nhóm để tham gia. Thì nó bây giờ cái vé mà để các bạn, tức là bạn có thể stake khoảng đâu đó là LG với cả USD ấy, thì đâu đó khoảng tầm hơn 2.000 đô thì mới bạn vào được cái nhóm này để các bạn có thể mua được cái những suất đó. Thì đó là cái mà thằng Hero Free mà các bạn tham gia vòng 2 có. Thì hôm nọ mình vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn là cách tham gia cái vòng Venice Pool đó, Venice Pool này thì các bạn sẽ mua, ví dụ đây mình đã trúng, tức là những bạn là đăng ký ở cái Venice đấy thì đều có thể mua được cái vòng Venice nhé. Thì ở trong Venice này thì nó phân bổ cho khoảng là tầm đây, Venice này nó phân bổ là khoảng là 10, khoảng 800 người các bạn nhé, 800 người. Thì ở đây nó cạnh tranh là khoảng khá là nhiều đấy, khá là nhiều, bởi vì cái Reddit này nó có 32k người mà bạn phải mua đâu đó là bao nhiêu nhỉ, 32.000 người đó, 32.000 người mà cạnh 8 người, 8 người cạnh tranh với 32.000 người thì khá là kinh ấy. Ví dụ là tranh tay chân thì có thể mua mua nó để có thể tham gia nhé. Thì đối với tham gia các vòng IDO của cái con này ấy, thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình là cái đồng LG, cái đồng LG đó, thì các bạn là chưa LG các bạn lên cái trang LZ Swap, thì mình sẽ để cái đường link dưới để các bạn tham gia nghiên cứu đó. Đây thì bạn cần phải một lượng, là mình sẽ xem cái dòng Reddit nhé, bạn cần mua một lượng, đây nó là ấy, là lượng là 16 LZ này. Thì bây giờ các bạn có thể là up nhé, up for cái trang chủ này để mình có thể mua đó. Thì các bạn có thể up for trước để mua. Đấy, cái up all trước để có thể mua cơ, nó sẽ đến thời gian và bạn chỉ cần mua thôi. Đó, up all trước. Đó, thì ở đây cái phần này thì các bạn phải chuẩn bị cho mình là một khoảng là một lượng LG nhé, một lượng LG đây. Thì các bạn sẽ mua, nó yêu cầu là mình phải mua cái này, mua tối đa là 16 LG này, thì có thể mua thêm một lượng là 16 LG. Đó, thì các bạn sẽ mua khoảng là một lượng là 16 LD. Mình sẽ xem là sẽ bao nhiêu tiền. Một sáu đi thì nó khoảng hơn 100 đô các bạn ạ. Đó, nó sẽ cỡ khoảng hơn 100 đô gì đó. Đó, nó sẽ cỡ khoảng 100 đô. Đấy. Thì nó sẽ có 3 vòng, thì cái vòng Diamond Handball là cái vòng chắc chắn nhất này, là các bạn không cần phải cạnh tranh thì các bạn vẫn mua được. Thì nó phân bổ cho rất nhiều cái bí hầu bằng đồng LZ và lock lại. Membership, membership này thì các bạn cũng có thể cạnh tranh thôi, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Đó, với cái vòng Wetlist Pool này thì mình sẽ dẫn dọn cái vòng Wetlist Pool. Đấy, thì bạn nói thì sau khi bạn đã có RZ rồi đó, thì bạn có thể up pro trước thì bảo là phần deposit thì các bạn phải đợi đến cái thời gian nhé. Thì cái vòng của nó 3 vòng, thì 3 vòng đầu tiên vòng này nó sẽ là từ 8 giờ này, vòng này là từ 8 từ 9 giờ
còn vòng này là còn cái vòng bắt đít thì sẽ là tầm khoảng 9 rưỡi, thì các bạn sẽ canh cho mình khoảng đâu đó khoảng tầm 9 giờ các bạn vào nhé. Sau đó các bạn xem cái thời gian ở trên cái tay này họ họ công bố, sau đấy cái thời gian đấy nó sẽ hiện này, cơ nó sẽ hiện cái thời gian đây đó, thì các bạn đợi khi cái này nó hiện về không đó thì các bạn mua cái hiểu không ạ đó. Thì ok thì bây giờ thì đó là cái các bạn cần chuẩn bị cho mình cái đồng LZ nhé, LZ để các bạn mua và một lượng phí BNB nhé, để các bạn mua những cái đồng tiền này thì nó sẽ nhanh hơn đó. Thì các bạn chỉ cần khi mà đến thời điểm ấy thì các bạn chỉ ấn double ship vào thôi, double ship vào là được đó. Các bạn nhanh tay nhanh chân thì các bạn nhanh tay nhanh chân là được các bạn nhé. Thì các bạn cần đấy đến thời gian mới được mà ấn deposit nhé, bởi vì hiện tại vẫn chưa cho deposit đâu đó. Thì ok thì vừa rồi thì Quang cũng đã hướng dẫn cho các bạn là cách mà tham gia cái vòng wetlist của cái con game, tức là mua IDO cái con Hero Fee này trên cái nền tảng Long Zone. Thì nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến game hay là Hero Fee, hay là những cái bất cứ câu hỏi gì các bạn muốn hỏi thì có thể comment xuống dưới cái YouTube của mình, thì mình sẽ review cũng như là trả lời cho các bạn về những cái gì mình biết. Và các bạn nghĩ đây là một cái video về hướng dẫn và đây không phải là lời khuyên đầu tư cho bạn, thì cái kèo Hero Fee này mình đánh giá khá là cao, thì nếu mà các bạn mua được thì chắc chắn là nó sẽ ích đó. Nên là nếu mà các bạn nào có thể nhanh tay được mua được thì mình khuyên là các bạn nên mua cái vòng này các bạn nhé. Thì ok thì vừa rồi thì Quang đã hướng dẫn cho các bạn là cách mà chúng ta có thể tham gia cái wetlist của cái con Hero Fee đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo.